Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đố Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2, chương trình sách cánh diều qua sách và bài tập. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập bài 51, bài kiểm tra số 2. Trước hết là các em làm bài tập số 1, đặt tính đổi tính. Phép tính thứ nhất là 36 cộng với 45. Rồi chúng ta cộng như sau. Các em cộng từ bên phải sang bên trái. 6 cộng 5 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Viết 8. Vậy 36 cộng 45 bằng 81. Các em lưu ý, để cho các em dễ hình dung thì thầy giáo viết dấu chấm tròn màu xanh như thế này, thể hiện là nhớ 1. Còn trong quá trình làm bài thì các em không được viết dấu chấm tròn này vào nha. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại nha. Để cho việc học tập có hiệu quả thì đối với mỗi bài tập, sau khi thầy giáo hướng dẫn xong, các em sẽ bấm tạm dừng video và các em làm bài trước. Làm bài xong thì các em sẽ bấm tiếp tục và so sánh xem là mình có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi tiếp theo là 63 trừ 27. Ba không trừ được 7. Ta lấy 13 trừ 7 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3. 72 cộng với 9. 2 cộng 9 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. Viết 8. Rồi phép tính tiếp theo là 45 trừ 8. 5 không trừ được 8. Ta lấy 15 trừ 8 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. Viết 3. Tiếp theo em sang bài tập số 2, tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 92 cộng 8. 92 cộng 8 thì các em nhẩm như thế nào? Các em vận dụng những kiến thức mình đã được học từ trước đến giờ để các em nhẩm phép tính này. 92 cộng 8 thì trước hết là các em sẽ nhẩm 2 cộng 8 bằng 10. 10 cộng với 90, đúng không? Tức là cộng với 90 này. 1 chục cộng 90 bằng 10 chục. 10 chục tức là 100. Được chưa? Rồi, bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính nhẩm còn lại nha. Sau khi nhẩm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là cách nhẩm của mình có giống cách nhẩm của thầy giáo hay không. Tiếp theo là các em nhẩm 100 trừ 4 nha. Rồi 92 cộng 8 bằng 100 này. Tiếp theo là các em nhẩm 100 trừ 4. 100 trừ 4 các em nhẩm như thế nào? À 100 các em sẽ tách thành 90 cộng với 10. Cách nhẩm là các em lấy 10 trừ 4 trước. 10 trừ 4 bằng 6. 6 cộng thêm với 90 thì bằng 90, bằng 96. Tiếp theo là 75 cộng 10 cộng 6. Phép tính này các em nhẩm như thế nào? À trước hết là các em lấy 75 cộng 10 trước. 75 cộng với 10 thì bằng 80, 85.
85 cộng thêm 6. Để thuận tiện thì các em sẽ tách 6 ra thành 5 và 1. Các em lấy 85 cộng 5 trước bằng 90. 90 cộng thêm 1 bằng 91. 82 trừ 4 cộng 20. Thì các em nhẩm là 82 trừ 4 trước. Được chưa? 82 thì các em sẽ tách thành là 70 cộng với 12, đúng không? Lấy 12 trừ 4 bằng 8. 8 cộng thêm 70 bằng 78. Sau đó các em lấy 78 cộng tiếp với số 20. 78 cộng 20 bằng 98, đúng không? Bằng 98. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bể cá thứ nhất chứa 27 lít nước. Bể thứ nhất chứa 27 lít nước. Bể cá thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất 13 lít nước. Bể thứ hai nhiều hơn bể thứ nhất là 13 lít. Hỏi bể cá thứ hai chứa bao nhiêu lít nước? Rồi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước? Ta biết là bể 2 nhiều hơn bể 1 là 13 lít. Vậy muốn tìm bể 2, các em biết là nhiều hơn là cộng. Muốn tìm bể 2 thì các em sẽ lấy bể 1 là 27. Các em cộng thêm cái phần nhiều hơn này, tức là lấy 27 cộng với 13. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Hỏi bể cá thứ hai chứa bao nhiêu lít nước? Các em bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu, các em thay bằng từ số. Các em viết thêm từ là cuối câu. Như vậy là bể cá thứ hai chứa số lít nước là. Bể 2 nhiều hơn bể 1 là 13 lít. Vậy ta lấy bể 1 là 27. Cộng thêm cái phần nhiều hơn. Cộng với 13. Rồi các em nhẩm xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 40 không? Rồi đáp số là 40 lít nước. Tiếp theo em sang bài tập số 4. Tô màu vào các hình tứ giác trong hình sau. Ở đây các em lưu ý. Hình tứ giác là hình có 4 cạnh. Được chưa? Các em đếm xem hình nào có 4 cạnh thì các em sẽ tô màu vào hình đó. Các em thích màu nào thì các em tô nha. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài. Ở đây chúng ta có những hình tứ giác sau. 1, 2, 3, 4 và 5. Được chưa? Có em nào tô màu giống thầy giáo không? Hay là màu khác? Các em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết là em tô màu nào nhá. Màu xanh hay là màu tím hay là màu hồng. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Câu E. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm. Rồi trước hết là các em vẽ đoạn thẳng AB này có độ dài 8 cm. Các em nhớ là các em đánh dấu điểm thứ nhất tại vạch 0 cm. Điểm thứ hai tại vạch 8 cm của thước. Được chưa? Sau đó là các em nối hai điểm lại với nhau. Đặt tên cho đoạn thẳng này là đoạn thẳng AB. Tiếp theo là các em vẽ đoạn thẳng CG dài hơn đoạn thẳng AB là 2 cm. Rồi các em lưu ý, CG dài hơn AB là 2 cm. Thì các em sẽ lấy độ dài đoạn thẳng AB là 8. Dài hơn 2 thì các em cộng thêm 2 nha.
8 cộng 2 bằng 10. 10 cm. Rồi. Đặt tên cho đoạn thẳng là CG. Câu B. Trong hai đoạn thẳng vừa vẽ được ở câu E, đoạn thẳng nào có độ dài là 1 dm? À, các em biết là 10 cm bằng 1 dm. 10 cm ở đây chính là độ dài đoạn thẳng CG. Được chưa? Như vậy các em trả lời là đoạn thẳng CG có độ dài là 1 dm. Tiếp theo em sang bài tập số 6. Các em viết tên 3 điểm thẳng hàng trong hình sau. Các em dùng thước thẳng để kiểm tra. Rồi trước hết là chúng ta có 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy 3 điểm này thẳng hàng. Rồi các em nhớ là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì 3 điểm đó thẳng hàng nha. Bây giờ các em dùng thước kẻ để các em kiểm tra xem chúng ta còn tìm được 3 điểm nào thẳng hàng nữa. À, 3 điểm H, B, E và 3 điểm E, C, K. Được chưa? Các em sang bài tập số 7. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Sau khi đứng lên cân sức khỏe và quan sát cân, bạn Nam nói: năm ngoái tôi 27 kg, năm nay tôi 33 kg. Theo em, câu nhận xét nào sau đây là đúng? A. Từ năm ngoái đến năm nay, bạn Nam đã tăng 6 kg. B. Từ năm ngoái đến năm nay, bạn Nam đã giảm 6 kg. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. À, ta biết là năm ngoái bạn Nam 27 kg, năm nay là 33 kg. 27 nhỏ hơn 33, như vậy năm nay so với năm ngoái là tăng, đúng không? 27 bé hơn 33, như vậy từ năm ngoái đến năm nay là tăng. Cụ thể là các em lấy 33 trừ 27 bằng 6, có nghĩa là từ năm ngoái đến năm nay, bạn Nam đã tăng 6 kg. Vậy, câu nhận xét A là đúng. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha. Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.